Vâng, có lẽ là chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn cả cái tinh thần đó. Nếu mà hình như quay về được thì một cách tốt nhất của chúng ta. Mà nếu hình như không quay về được thì chúng ta cũng phải phải chịu cái điều đó. Tại vì trong cái hợp đồng giữa hình như với câu lạc bộ bên đó thì có cái ràng buộc như vậy rồi. Trừ những cái trận đấu nào của FIFA và của AFC mà được câu lạc bộ đó lăng cho phép thì hình như mới về được. Mà chúng tôi cũng tính toán cả cái việc đó. Thế nếu mà hình như không có mặt thì đấy một điều rất là đáng tiếc đối với chúng ta. Thế và nếu mà không có mặt ấy, thì chúng tôi cũng phải sắp xếp một cái vị trí khác để cho nó phù hợp. Và đấy là những cái ý đồ của chúng tôi đào tạo trẻ. Hỏi nhỏ thời gian qua liên đoàn với cả các đội có sát hình như có gì? Hình như đang ở đây, trên là tối nay mới bay đi. Thế và vừa qua thì cũng có mặt để gặp mặt Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Thế thì đấy là cái mà tôi nghĩ là nó có liên hệ liên tục. Thế và có gọi điện thăm hỏi nhau cũng như là để chúc sức khỏe cũng như là chúc cái thành công của trong hình như trong đội Lăng FC. Vâng, thêm một câu hỏi nữa là ở đội tuyển thì mọi người nhận thấy là cái thế hệ cầu thủ 96 đến 99 gần như không có, ngoài Diễm My thôi, thì nó có cái khoảng trống rất là lớn của cái nhóm cầu thủ mà đáng ra là với World Cup này là đội tuổi 9. Thì cũng có một vài vị trí mà ví dụ như là tiền đạo, nếu mà không phải là Như là Yến thì chỉ còn Hoa và Hằng ở một cái tuổi rất là xa, hoặc là thủ môn chẳng hạn, khoảng cách 10 tuổi giữa Oanh và Hằng hay là Thanh ạ. Thì bác có nhận ra cái điều đó không, và chúng ta sẽ làm gì trong thời gian tới để khỏa lấp cái lứa cầu thủ mà bị hỏng đó? Vâng, rõ ràng là bóng đá nữ Việt Nam chúng ta còn lỗ hổng nhiều, còn thiếu nhiều. Đấy, như là mọi người đã biết, World Cup vừa qua thì chúng ta cũng đã vinh dự có mặt, nhưng mà rõ ràng là cái trình độ của chúng ta vẫn còn thấp kém hơn với đối bạn rất là nhiều. Đấy, và cái điều đó thì chúng tôi cũng đã làm báo cáo tổng kết, và chúng tôi đề nghị không ai khác chính những câu lạc bộ của chúng ta kết hợp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam và tất cả những người hâm mộ bóng đá nữ trong cả nước, chúng ta phải nhanh chóng đào tạo lên. Chúng ta không thể trông chờ vào ai được. Nếu trông chờ vào nhà nước hoặc liên đoàn thì cũng rất là khó khăn, và phải có sự chung tay của tất cả mọi người thì chúng ta bóng đá nữ chúng ta mới tiến được. Vừa qua thì chúng ta đã góp mặt ở World Cup, đấy là một cái vinh dự rất là lớn rồi. Nhưng làm thế nào để chúng ta tiếp tục lại có mặt ở những cái kỳ World Cup sau nữa thì với cùng quan trọng. Và chúng tôi cũng đã làm kiến nghị và đề nghị cũng như là trung tâm rồi cục văn hóa sẽ phối hợp với nhau thật tốt để chúng ta mở nhiều cái lớp, mở nhiều cái trung tâm như của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đây, để chúng ta có nhiều cái lớp kế cận như vậy thì với chúng ta có nhiều cái gương mặt để chúng tôi mới gọi lên đội tuyển được.